Dạ, xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại kênh của em nha. Rồi ngày hôm nay bên vườn của em cả nhà giao lưu mai cho mình sưu tầm chơi Tết nha. Cái mã đầu tiên là em lên cây cúc thọ hương cho cả nhà mình tham khảo nha. Rồi cây này thì nó cao là 53 cm ha, và tàn ngang của nó là 70 nha cả nhà. Cây một cái cây mà cái tàn phải nói là tròn vo tuyệt vời luôn ha. Cái hàng này thì ghép hơn 3 mùa cả nhà, nên cái tàn tú nó rất là xum xê luôn. Cái này về cả nhà mình chỉ cần thay chậu cho cây thôi là rất là tuyệt vời ha. Rồi đây là cái dàn nụ ở phía dưới nha cả nhà. Cả nhà mình có thể thấy được cái dàn nụ của nó tuyệt vời quá trời luôn nè. Quá trời nụ luôn. Và cái cây này thì nó rất là tròn và đẹp luôn. Cây này thì mã số 33 bên vườn nha. Em sẽ giao lưu với cả nhà mình giá là 400.000, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển. Cây là nó đã có uống dán lông nha cả nhà. Đây, có uống dán cây cho mình luôn nè. Rồi uống dán lông ha, thân cây nó như thế này nha. Rồi cây trên này rất là đẹp luôn. Rồi ai thích cúc thọ hương thì mình hãy sưu tầm nha. Cây này bảo đảm là đẹp cả nhà mình luôn á. Tuyệt vời luôn ha. Rồi mã số 33 nha cả nhà. Dạ tiếp theo là mã số 34 nha cả nhà, là một cây dảo siêu nụ ha. Dạ hàng này ghép thì được gần 2 mùa nha cả nhà. Nó chưa được 2 mùa ha. Cây thì hiện tại nó đang nụ cho mình, tại vì em ghép cây này là em ghép cái cây mà ghép dạng như gốc bứng luôn á cả nhà mình. Đây hai cái củ đế nó rất là đẹp nha. Rồi cái này thì hôm ngày hôm nay bên vườn em sẽ giao lưu với cả nhà mình giá là 300, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển nha. Rồi cái cây này thì nó cao 47, tàn ngang của nó là 49 nha. Hoành thân nó là 8,5 gần 9 nha cả nhà. Hoành thân ha, chứ em chưa đo cái củ nha. Rồi nụ nút quá trời luôn nha. Dạ cái này 350 em ô xin lỗi cả nhà, cái này 300 em bao phí vận chuyển nha. Mã số 34 bên vườn ngày hôm nay cả nhà. Tiếp theo là mã số 35 á cả nhà, em sẽ giao lưu với mình là một cặp đại lộc ha. Dạ cặp này thì nó cao 45 cm nha cả nhà. Hoành thân của nó ha, thì em cho cả nhà mình xem củ đế nha. Dạ cái hoành của nó tầm khoảng chừng 5,5 đến 6 cm nha cả nhà. Củ cây này thì có đế nơm đẹp nè cả nhà ha. Rồi cây này cao là 45, cặp này cao 45 cm ha. Nụ nút thì cũng rất là nhiều để cho mình chơi Tết nha. Rồi cặp này em giao lưu nhà mình giá là 400, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Cặp này rất là đẹp luôn ha. Và ai chưa có sưu tầm đại lộc thì mình liên hệ em sưu tầm nha cả nhà. Cây này em thấy rất là đẹp cho mình luôn ha. Cặp này 400, bên vườn em bao luôn phí vận chuyển này cả nhà. Rồi cả nhà mình có thích thì alo dùm bên vườn của em nha. Mã số là 35 nha cả nhà. Rồi mã số 36 á cả nhà. 36 thì em giới thiệu với mình đây là một cặp đại lộc luôn ha. Rồi nụ nút rất là nhiều cho mình chơi Tết luôn nha. Cây rất là đẹp cho mình ha cả nhà. Em cho cả nhà mình xem cái dàn nụ của cây nha. Rồi cái hoành thân của nó cả nhà, cái hoành thân của nó tầm khoảng chừng 6 cm ăn lên ha. Đây củ đế nó như thế này nha cả nhà. Cây này thì cặp này thì có củ đế ha, nhưng mà nó lùn hơn cái kia khoảng chừng 5 cm ha. Rồi cả nhà ơi, cặp này thì bên vườn em cũng giao lưu là 400 nha cả nhà. Mình có thể sưu tầm về chơi Tết, cái này cả nhà mình về thay chậu ha. Thay chậu cho cây là chơi Tết được rồi. Hiện tại cây là đang ở chậu 2 nè, em nuôi như chậu 2 nha cả nhà. Nụ nút thì rất ok cho mình nha. Cho cả nhà mình xem cái dàn nụ của nó là bao đẹp luôn ha. Rất là nhiều nụ luôn, cái hàng này là chuẩn chơi Tết nha cả nhà. Rồi cặp này mã số 36 bên vườn của em nha, 400 mình vườn em bao phí nha cả nhà. Rồi cặp đại lộc mã số 37 nha cả nhà. Hôm nay em lên cho mình ba cặp đại lộc ha. Rồi cặp này cái đế khá là tương đồng và đẹp nha cả nhà. Cặp này cao là 45 cm ha. Rồi nụ nút nó như thế này, em sẽ quay một vòng cả nhà mình xem nha. Củ đế đẹp cả nhà, nụ nút cũng đẹp ha. Rồi cặp này em giao luôn nhà mình giá là 400 luôn, bên vườn em bao luôn phí vận chuyển nha cả nhà. Mã số 37 bên vườn của em nha. Rồi cho mình xem cái củ đế này cả nhà. Củ đế là hoa tuyệt vời ha, rất là đẹp cho mình luôn. Đây xử lý đế ha, cái này là ghép 3 mùa liền cốt chơi Tết nha cả nhà. 100% liền cốt luôn và nút nụ nó tuyệt vời ha. Rồi cặp này là mã số 37 nha. Rồi em giao lưu 400 luôn nhà mình ơi, em bao phí vận chuyển nha. Cao 45 nha cả nhà. Cái hoành thân của nó trung bình là khoảng chừng 6 cm nha. Rồi tiếp theo mã số 38 nha. Em giao lưu với mình là một cây cúc tư long, hàng này hàng chơi Tết nha cả nhà. Rồi cái cúc tư long này cao em trừ heo luôn, để mình cao tính là 60 cm nha, chứ nó cao hơn 60 á cả nhà. Rồi củ đế thì được quấn rất là đẹp cho mình, nụ nút thì rất là ok để cho mình chơi Tết ha. Rồi cây này bên vườn em giao lưu với nhà mình giá là 300.000, bên vườn em bao luôn phí vận chuyển chúng ta nha cả nhà. Cái này về mình chỉ cần vô dây chỉnh sửa xíu là đẹp ha, cây có tàn tú rất là xum xuê luôn. Đây cái dàn lá của nó rất là đẹp nha cả nhà. Nụ nút cũng rất là nhiều luôn, 60 cm ăn lên ha. Và củ đế rất là đẹp. Rồi cây này mã số 38 nha. Em giao lưu với nhà mình giá 300, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha. Cúc tư long hàng chơi Tết nha cả nhà. Nụ nút khá là ok luôn. Rồi mã số tiếp theo, mã số 39 bên vườn nha cả nhà. Rồi 39 thì em sẽ giao lưu với mình là một cây cúc thọ hương, hàng này ghép 3 mùa ha. Củ đế thì được xử lý hết và được quấn rễ luôn. Dạ cây này thì nụ ok để cho mình chơi Tết nha cả nhà. Cây này nó cao tầm khoảng chừng 60 cm nha. Cây này phơm cao á cả nhà. Rồi cây này em sẽ giao lưu cả nhà mình giá là 350, bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Cây rất là ok luôn ha, hàng này hàng chơi Tết là khỏi bàn ha, rất là đẹp luôn.
hai cúc tỏ hương thì nó rất là lâu tàn nha cả nhà, để trong nhà luôn là khoảng chừng được 5 đến 7 ngày luôn nha. Nếu mà mình để ngoài mưa ngoài nắng thì được khoảng chừng 4 ngày trở lên nha cả nhà. Rồi cây rất là đẹp để cho chúng ta sưu tầm ha. Rồi cây này em giao lưu giá là 350 nha, mã số 39, 350 em bao luôn phí nha. Rồi mã số 40 bên vườn của em ngày hôm nay nha cả nhà, đây là một siêu phẩm cúc thọ hương ha, hàng đi ghép hơn 3 mùa, cây này cao 60 nè, tàn ngang của nó là 60 luôn nha cả nhà. Đây củ đế rất là đẹp cho mình luôn ha, hàng này là nụ nút quá trời luôn và đã nó có uống thân luôn cả nhà, rất đẹp cho mình nha. Rồi cả nhà ơi, tàn ngang 60, cao 60 ha, hoành thân của nó là 6,5 nha cả nhà. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình giá là 380.000, bên vườn em sẽ bao luôn phí cho chúng ta nha. Rồi ai thích thì liên hệ giùm em cả nhà, cây đẹp tuyệt vời luôn, mã số 40 nha cả nhà, cúc thọ hương hàng chơi Tết ha. Rồi nụ nút thì bao la nha cả nhà, rất là nhiều nụ nút luôn. 380 vườn em bao phí nha cả nhà. Dạ rồi tiếp theo mã số 41 bên vườn của em nha cả nhà, là một cây cúc thọ hương ha. Dạ cây này cái form nó tròn cả nhà, cái dáng nó lùng lực rất là đẹp cho mình luôn, nụ nút thì bao la ha. Cây này cao khoảng chừng 45 cm nha cả nhà. Đây và cái vàng nụ nút cả nhà mình có thể thấy quan sát được rất là rõ cái vàng nụ nút ha, rất là nhiều cho mình luôn. Hàng chơi Tết anh em thì cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng nha. Dạ nụ nút nhiều nha cả nhà. Rồi em cho cả nhà mình xem đế của cây ha. Cây này thì xử lý đế rất là đơn giản nha cả nhà, nhìn nó như là không có quấn rễ ha cả nhà. Rồi cây này rất là đẹp cho mình ha. Rồi cây này bên vườn em giao lưu giá 300 luôn cả nhà, mã số 41 em bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Rồi ai thích liên hệ giùm em ha cả nhà, lên mã tiếp theo nha. Rồi mã số 42 bên vườn của em ngày hôm nay nha cả nhà, là một cây cúc thọ hương luôn, hàng già mùa liền cốt chơi Tết ha. Và nụ nút của nó nè cả nhà, quá trời luôn, nụ nút rất là đẹp cho mình ha. Cái hàng này chơi Tết thì cả nhà cứ yên tâm nha, rất là đẹp luôn ha. Cây này cao khoảng chừng 60 cm nha. Đây là củ đế của nó được quấn rễ khá là đẹp nha cả nhà. Đây cái ngón tay em để vô cả nhà mình có thể so sánh được ha. Rồi cây này thì bên vườn em giao lưu là 380.000 nha, em bao phí vận chuyển. Cả nhà mình có thích thì liên hệ giùm em nha cả nhà, cây đẹp tuyệt vời luôn, giá 380 nha, vườn em bao phí vận chuyển cả nhà ha. Rồi cả nhà mình có thích thì liên hệ giùm em nha. Đây là mã số 42 bên vườn của em ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi tiếp theo mã số 43 nha cả nhà, một cây cúc thọ hương hàng già mùa chơi Tết nha. Rồi cái cây này thì nó cao là 67 cm nha, và tàn ngang của nó cũng 67 luôn, và cái hoành thân của nó là 8,5 cm nha cả nhà. Đây cái hoành gốc của nó 8,5 nè, và cây này nụ nút rất là nhiều cho mình luôn, hàng chơi Tết cả nhà mình yên tâm ha. Cái này về chỉnh sửa lại một xíu nha cả nhà, vô một vài cái cọng dây á, đi cho cái tàn nó tròn xíu là đẹp. Rồi cây này thì bên vườn em giao lưu 450 nha, em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Rồi đây là mã số 43 bên vườn của em ngày hôm nay nha. Rồi dạ ai có thích thì liên hệ giùm em cả nhà, cây này là bao nụ cho cả nhà mình chơi Tết luôn ha, hàng chuẩn hoa luôn, cúc thọ hương 100% là cúc thọ hương luôn, rất là đẹp luôn nha. Dạ số điện thoại để liên hệ với em là 0984 955 952 nha cả nhà. Rồi hôm nay em hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo ha. Clip hôm nay của em đến đây kết thúc nha cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha.